Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2020, thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị trên toàn quốc một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê bằng gỗ mun hoa tay 16. Bộ bàn ghế này chúng tôi thuộc chạm bằng tay, thủ công 100%. Thông số của bộ bàn ghế này như sau: chiếc ghế đơn này chúng tôi làm chiều rộng là 1m07, cao 1m60 và sâu 69. Chúng tôi làm mặt tràn. Phần trương là chúng tôi cũng đúc tay 100%. Còn phần cột đây là chúng tôi chọn vân, gia báo. Ba chiếc ghế đơn này là chúng tôi vừa mới tẩy axit xong thì đang phơi nắng cho nó khô. Thì sắc vân hiện rất là rõ, toàn bộ là vân thật. Chúng tôi không vẽ vân, không bắn vân và không tạo vân. Và chúng tôi khuyên quý vị, nếu như quý vị nào mà đang chơi và sở hữu những bộ bàn ghế như thế này rồi thì chúng ta nên xem hàng mộc trước khi sơn, thì chúng ta sẽ xem được cái sắc vân của nó là sắc vân thật chứ không phải là vân giả. Nhiều cơ sở trên thị trường đã tạo vân giả để đánh lừa quý khách. Quý khách nên chọn những cơ sở to và uy tín để đặt hàng, tránh bị nhầm, bị lừa. Bộ bàn ghế này chúng tôi làm trong vòng 6 tháng mới xong. Thì hôm nay xong mộc, chúng tôi đưa vào quy trình tẩy axit để cho quý vị xem về sắc vân. Toàn bộ là vân thật, không vẽ vân. Chúng tôi đang quay máy quay rất lại gần cho quý vị xem này. Phần trương là chúng tôi làm to 40, dày 16. Phần vách là chúng tôi làm to 35, dày 5 phân. Và phần mặt ghế cũng vậy, chúng tôi làm mặt tràn, không làm khuôn. Toàn bộ phần mặt là được ghép 2 tấm. Phần mặt có kích thước là 1m07 nhân với lại 69. Phần cột được chúng tôi được chọn vân rất là kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Một bộ ghế như này có một thời gian hoàn thiện rất là lâu. Nên quý vị muốn chơi những dòng gỗ mun hoa thì quý vị hãy bỏ ra thời gian, chứ không nên là đi mua hàng qua sẵn. Vì quý vị mua hàng qua sẵn thì không biết được là vân thật hay là vân giả. Thì chúng tôi vẫn khuyên quý khách là nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. 100% chúng tôi làm bằng gỗ mun hoa hay còn gọi là mun của nước Lào nhập khẩu, vì gỗ mun là có giá trị rất là cao. Chúng tôi tính trung bình là cứ trong vòng 1 năm là về chất liệu bằng gỗ mun thì nó sẽ xuất hiện là nứt răm. Thì lúc đó thì chúng tôi sẽ bảo trì. Vì đó là chất liệu của gỗ rồi. Thì chất liệu của gỗ là sinh ra nó đã vậy. Vì khi ngày mưa thì là nó sẽ nở ra và khi nắng thì nó lại co lại. Đó là những diễn biến tự nhiên của chất liệu gỗ mun hoa. Vì gần đây là rất nhiều quý khách thắc mắc là tại sao gỗ mun hoa lại nứt răm, là chúng tôi cũng trả lời luôn là vì bản chất gỗ là nó vậy rồi. Chúng tôi chỉ là thi công đục tay những siêu phẩm Minh Quốc Nghê thôi, còn về chất gỗ thì hoàn toàn là tự nhiên, nên quý vị thì yên tâm vậy. Bộ bàn ghế này chúng tôi đã phải pha ra rất nhiều bộ thì mới chọn vân được một bộ như này. Chúng tôi làm toàn bộ là mặt tràn và phần trương, phần vách là chúng tôi đục tay, không can thiệp đục CNC. Đây chúng tôi giới thiệu luôn đến chiếc mặt bàn. Mặt bàn này có kích thước là dài 1m67, rộng là 2m, được ghép 4 tấm.
Cũng được, chọn Vân. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Linh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý khách. Quý khách nào mà vẫn có nhu cầu thắc mắc về gỗ môn hoa thì hãy để lại comment phía dưới video. Chúng tôi sẽ trả lời. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ, để kênh ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.